Xin chào các bạn, mình là Bánh Bèo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và subscribe channel của mình. Các bạn cũng thấy đấy, chưa bao giờ các cái vấn đề về môi trường được quan tâm rộng rãi như hiện nay. Mọi người liên tục truyền tay nhau rất là nhiều cách để hạn chế rác thải này, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sống xanh hơn. Là một tín đồ làm đẹp thì Bánh Bèo cũng đã suy nghĩ, tìm hiểu và thực hành rất là nhiều cách để sao cho những cái hoạt động này nó gắn liền với việc làm đẹp của mình thì nó sẽ gần gũi hơn. Và sau một thời gian thì mình đã tổng hợp lại được 15 tips cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho các bạn vừa làm đẹp vừa không tổn hại đến môi trường. Và chắc chắn là có rất nhiều điều mà các bạn không thể ngờ tới đấy. Cho nên chúng mình cùng khám phá ngay nhé. Tụi mình đều phải đi hái dâu một lần. Và thử làm một phép tính nhá, trung bình mỗi ngày mình dùng khoảng 4 miếng băng vệ sinh. Một chu kỳ trung bình là 3 ngày. Như vậy một năm thì một người con gái dùng khoảng 144 miếng băng vệ sinh. Và nhân lên cả cuộc đời mình thì con số nó sẽ lên là 5.960 miếng băng vệ sinh. Một con số lớn khủng khiếp đúng không nào? Mình biết là thế hệ của mình khi mà xuất hiện băng vệ sinh thì đã tiện lợi và thoải mái, dễ chịu hơn thế hệ của các bà, các mẹ rất là nhiều rồi. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng nó là một loại rác thải phân hủy chậm và thải ra một cái số lượng rất là lớn. Mà các bạn thử nhân lên với dân số của toàn thế giới thì nó sẽ khủng khiếp như nào đúng không? Vậy nên Bánh Bèo rất rất mong các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm khác cũng có thể hỗ trợ cho kỳ kinh nguyệt của mình rất là tốt, nhưng mà ít ảnh hưởng đến môi trường hơn là băng vệ sinh. Ví dụ nhá, các bạn có thể sử dụng cốc nguyệt san. Một chiếc cốc nguyệt san có thể có tuổi thọ lên đến 10 năm, vừa rẻ vừa bền vừa an toàn. Còn nếu mà đối với các bạn mới dậy thì hoặc là chưa quan hệ á, mà chưa không thể dùng được cốc nguyệt san thì các bạn có thể lựa chọn quần nguyệt san. Đây là một loại quần được dệt bằng một cái chất liệu đặc biệt và nó có tận 5 lớp ở phần dưới đáy quần, thấm hút rất là tốt mà không hề gây cảm giác khó chịu, mặc giống y hệt như là một chiếc quần chip thôi á. Và một chiếc quần này có hạn sử dụng lên tới 3 năm liền, khá là lâu đúng không nào? Một lựa chọn khác cũng khá là ok, đó chính là bạn có thể lựa chọn băng vệ sinh làm từ những cái sợi thiên nhiên, ví dụ như sợi tre chẳng hạn, thì nó có thể dễ dàng phân hủy vào môi trường, không làm tổn hại đến môi trường. Như vậy là chúng mình có rất là nhiều lựa chọn để thay thế cho những cái loại băng vệ sinh thông thường ở trên thị trường bây giờ. Cho nên là các bạn hãy lưu tâm đến điều này một chút nhé. Một vật dụng khác liên quan đến làm đẹp mà chúng mình cũng sử dụng rất là nhiều hàng ngày đó chính là tăm bông. Những chiếc tăm bông nhỏ xíu như này nhà nào cũng phải có ít nhất là 1-2 hộp ở trong nhà đúng không nào? Tuy nhiên đôi khi các bạn không để ý những cái chiếc tăm bông có cán bằng nhựa ấy, khi mà mình vứt nó thì vô tình nó sẽ chảy trôi ra sông, ra biển và những cái loại sinh vật nhỏ ăn phải những cái tăm bông như thế này và chúng nó sẽ chết. Mình sẽ để trên màn hình ở đây những cái hình ảnh để minh họa cho điều này và các bạn sẽ thấy nó rất là khủng khiếp, rất là đau lòng như nào. Có một cách rất là đơn giản để khắc phục điều này, đó là khi mà các bạn mua tăm bông á, các bạn chỉ cần để ý chọn lựa những cái loại nào mà có cái phần cán này này, nó làm bằng tre, bằng gỗ hoặc là bằng giấy, giống như chiếc tăm bông mà mình đang cầm trên tay. Mình hoàn toàn có thể bẻ nó bởi vì nó làm bằng giấy. Đó, thì nó sẽ dễ dàng phân hủy và trong môi trường hơn là các loại bằng nhựa. Như vậy thì sẽ tránh tổn hại đến môi trường hơn. Cũng tương tự như tăm bông thì chúng mình hoàn toàn có thể thay thế những cái vật dụng làm đẹp khác bằng những cái chất liệu thân thiện với môi trường hơn. Ví dụ như là những cái loại cọ trang điểm này, cọ lưng hay là cọ bàn chải mặt như thế này thì mình hoàn toàn có thể thay thế bằng những cái loại mà làm từ gỗ, từ tre, từ sợi thực vật, thay vì những cái sợi ni lông hay là sợi tổng hợp này, hoặc là thay thế miếng silicone pad để rửa mặt bằng contact sponge. Nó cũng là một cái chất liệu rất là thân thiện với môi trường. Hoặc là đơn giản hơn là những cái loại bông tắm bằng lưới thì bây giờ mình thay bằng sơ mướp chẳng hạn, rất là dễ đúng không nào? Thời gian trước đây thì các cái hạt vi nhựa microbes rất là phổ biến ở trong các cái sản phẩm làm đẹp như là sữa rửa mặt này, sữa tắm, kem đánh răng hay là sản phẩm tẩy da chết vật lý. Các bạn có biết là hàng năm con người thải ra tới 51.000 tỷ hạt vi nhựa? 51.000 tỷ là tổng cộng 12 chữ số 0 đấy. Kinh khủng không? Con số này lớn gấp 500 lần số ngôi sao trong dải ngân hà. Wow, kinh khủng thật. Các cái hạt vi nhựa này có kích thước siêu bé, nhỏ hơn 1mm, hoàn toàn không thể tách lọc, thu gom, phân loại
hay là phân hủy trong một thời gian ngắn gì cả. Khi mà các bạn tắm rửa ấy, bạn sẽ thải ra đường ống cống và nó sẽ trôi ra đại dương. Các cái loại sinh vật biển sẽ ăn nó, và cuối cùng con người chúng ta lại ăn các cái loại sinh vật đó. Thế là chúng nó lại quay trở về với con người mình. Và các bạn có biết không, bây giờ hạt vi nhựa đã được tìm thấy ở cái khe sâu nhất trên hành tinh ở dưới đại dương rồi. Như vậy là các bạn cũng đủ để biết là cái mức độ phủ sóng của hạt vi nhựa trong môi trường nó kinh khủng như thế nào. Thật may là năm 2015 thì Tổng thống Barack Obama đã ra sắc lệnh cấm hạt vi nhựa trên phạm vi toàn nước Mỹ, và cho đến năm 2018 thì Anh Quốc cũng là quốc gia tiếp theo đã cấm hoàn toàn hạt vi nhựa. Tuy nhiên trên thế giới thì vẫn còn rất là nhiều nơi cho phép cái hạt này. Thế cho nên cách mà chúng mình có thể làm đó là khi mà bạn lựa chọn một cái sản phẩm mỹ phẩm gì đó thì các bạn lưu ý đọc một cái thành phần, nếu mà nó có ghi microbes thì mình nên tránh đi và mình nên lựa chọn thay thế bằng các cái loại hạt khác. Ví dụ như hạt đường này, hạt muối này, hạt mơ, vỏ của hạt mơ xay nhuyễn hoặc là hạt jojoba thì nó vẫn có cái cảm giác hiệu quả như là hạt microbes mà lại còn thân thiện với môi trường nữa. Mình biết là rất là nhiều bạn thích sử dụng mỹ phẩm mini size. Có một thời gian thì Bánh Bèo cũng thế, bởi vì nó rất là tiện mang theo người này, đi du lịch cũng dễ nữa. Thứ hai nữa là mình nhanh được thay đổi, nhanh được thử những cái sản phẩm mới. Tuy nhiên thì mỹ phẩm mini size có dạng bé bé như này nó thải ra rất là nhiều vỏ nhựa không cần thiết. Mà thực sự là nếu như mà chỉ là nhu cầu sử dụng thông thường của một bạn gái ấy, thì chúng mình đâu có cần nhiều đến như thế, đúng không nào? Thế cho nên là cách của mình đó là nếu mà bạn đi du lịch thì bạn chịu khó chiết mỹ phẩm ra những cái chai lọ nhỏ hơn. Còn nếu mà bạn muốn dùng thử nhiều sản phẩm hơn ấy, thì hiện nay mình biết cũng có rất là nhiều shop chịu khó bán share những cái sản phẩm, thì các bạn cũng có thể lựa chọn như thế. Và tất nhiên là những cái hũ share đó thì các bạn cũng nên tận dụng lại nhé. Trước đây khi đi du lịch thì Bánh Bèo cũng thường ỉ lại vào những cái món đồ cá nhân mà khách sạn chuẩn bị sẵn để cho mình rảnh tay, mình đỡ phải đóng gói hành lý mang theo á. Tuy nhiên những cái thứ ví dụ như là bàn chải đánh răng này, dao cạo râu này, mũ chụp đầu khi tắm mà khách sạn chuẩn bị cho mình á, thường chỉ được sử dụng duy nhất một lần thôi, rất là lãng phí mà lại tạo rác nữa. Cho nên bây giờ mình đã cẩn thận hơn là mỗi khi đi du lịch thì mình chịu khó mang theo những cái đồ dùng cá nhân của mình, vừa sạch sẽ, vừa vệ sinh mà lại còn vừa đỡ xả rác ra môi trường nữa. Nhiều bạn có thói quen mang theo người những cái bịch giấy ướt hoặc là khăn giấy tẩy trang. Thì mặc dù gọi là giấy nhưng mà chúng không phải là làm bằng bột gỗ như là các cái loại giấy viết thông thường đâu, mà chúng đều là làm bằng những cái sợi tổng hợp có khả năng hút nước cả đấy. Thế cho nên khi mà bạn vứt một tờ giấy ướt hoặc là một giấy cái khăn tẩy trang đi á, thì cũng tác hại cũng chẳng kém gì là bạn vứt một cái túi ni lông ra ngoài môi trường cả. Thế cho nên là mình chịu khó mình thay thế nó đi bằng ví dụ như là giấy ướt thì mình dùng dung dịch nước rửa tay hoặc là gel rửa tay khô này. Hoặc là nếu mà các bạn đi du lịch các bạn muốn tẩy trang á, thì mình cho những cái bông tẩy trang xong mình tẩm nước tẩy trang cho vào túi zip kéo kín vào thì nó cũng có tác dụng tương tự mà. Các tín đồ làm đẹp thì không còn xa lạ gì với mặt nạ giấy sheet mask nữa rồi, đúng không nào? Các cái loại sheet mask thì thường được đóng gói trong một cái bao ni lông riêng này. Chưa kể nếu mà ở trong đó là những cái chất liệu mềm thì nó còn phải được thêm những cái lớp ni lông để đỡ cái miếng mặt nạ đó đến 1 đến 2 lớp liền á. Cho nên là khi mà nhận ra cái điều này thì Bánh Bèo cũng hơi áy náy một chút, bởi vì Bánh Bèo dùng mặt nạ giấy gần như là mỗi ngày luôn để có thể test được nhiều sản phẩm cho các bạn. Còn nếu như các bạn mà đã chọn được một cái loại mặt nạ nào đó mà mình tâm đắc rồi á, thì đừng ngại ngần mà mua nguyên cả một bịch như này nhá. Mình rất là thích cái cách đóng gói mặt nạ giấy theo bịch như này, thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều bao ni lông khi mà nó đóng rời từng miếng đấy ạ. Mà mua bịch như này thì cũng rẻ hơn rất là nhiều nữa. Rất hiếm khi chúng ta sử dụng hết một lúc đồng loạt tất cả các sản phẩm mỹ phẩm, thường là chỉ hết 1-2 chai là cùng. Thế cho nên là chúng mình hay có thói quen tiện tay vứt luôn cái vỏ chai rỗng đó vào xò rác, đúng không nào? Tuy nhiên từ bây giờ thì Bánh Bèo rất là mong các bạn hãy thu giữ, gom góp những cái vỏ chai rỗng đấy lại, tráng sạch đi và tích trữ nó nhiều nhiều một chút. Thế sau đó thì tất cả những cái chai lọ này mình có thể đem đi tái chế này, hoặc đơn giản hơn là bán đồng nát chẳng hạn. Thì những cái chai lọ này nó không bị vứt đi một cách lãng phí và tràn lan, mình có thể thu gom tái chế nó thì sẽ tốt hơn rất là nhiều cho môi trường.
một số hãng mỹ phẩm đã rất là có trách nhiệm đối với môi trường và cả người dùng nữa. Họ cho phép những người đã mua sản phẩm của họ tiếp tục đến quầy và refill sản phẩm vào những cái vỏ chai lọ rỗng. Hoặc là một số hãng thì bán những cái túi đựng dung dịch riêng để refill và chai rỗng. Thì các bạn cũng có thể lưu ý sử dụng những cái dịch vụ này để tránh cái việc là mình cứ phải mua đi mua lại những cái vỏ chai tương tự như nhau, mà chúng mình còn có thể tiết kiệm thêm một chút tiền khi mà mua những cái sản phẩm refill nữa đó. Là một beauty blogger thì mình có một cái cớ to đùng để mua mỹ phẩm gần như là mỗi ngày, đó là việc test đồ mới để phục vụ cho blog, phục vụ cho các bạn đọc. Tuy nhiên thì đôi lúc mình cũng cảm thấy áp lực, thứ nhất là vấn đề tài chính, thứ hai là vấn đề không gian trong nhà khi mà phải tích trữ gần đấy thứ mỹ phẩm, và thứ ba nữa là đôi khi một số cái sản phẩm mà mình không dùng xuể nó hết hạn, nó đã hết mốt thì mình bỏ nó đi thì nó rất là lãng phí và đáng tiếc. Thế cho nên là nếu như mà bạn không có cái nhu cầu gì quá đặc biệt ấy, thì mình mong muốn là trước khi mà bạn mua một sản phẩm nào đó, bạn hãy cân nhắc thật là kỹ. Tất nhiên là ở trên thế giới mỹ phẩm vô cùng phù phiếm thì có bao nhiêu là thứ đẹp đẽ, hấp dẫn, rồi thú vị mà các bạn muốn thử, muốn dùng, muốn khám phá. Đánh vào không hề ngăn cản. Nhưng chỉ cần các bạn cân nhắc kỹ một chút trước khi mua, sao cho thứ nhất là thành phần và công thức sản phẩm phải thực sự hiệu quả trên da và tình trạng da của bạn lúc đó này. Thứ hai là nó phù hợp với nhu cầu ngay lúc đó của bạn, tránh cái việc là mình mua tích trữ để dành về sau rồi sẽ rất là nhanh chán. Thứ ba nữa là nó phải hòa hợp với cái skincare routine lúc đó của bạn, thì tránh cái việc xung đột mà về nhà lại không dùng được nữa. Thì với những cái tiêu chí này mà bạn đặt ra thì bạn sẽ lựa chọn được chính xác những cái thứ mà bạn mong muốn, tránh lãng phí việc mua tràn lan xong rồi về dùng không hợp lại bỏ đi thì thực sự là rất là đáng tiếc. Giảm việc mua sắm mỹ phẩm bằng cách tự làm ra chúng đôi khi cũng rất là hay ho đấy nhé. Đó là sự tìm tòi, sự sáng tạo, sự thư giãn và đôi khi là cả sự tiết kiệm một chút cho ngân sách của chúng ta nữa đấy. Thì cách thức rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể giữ lại những cái chai tạo bọt của sữa rửa mặt như này và sau đó mình tự pha theo công thức của mình cũng được này. Hoặc là các bạn có thể mix giấm táo với nước để tạo thành acid toner rất là xịn sò mà hiệu quả nhé. Rồi thì tẩy da chết cho môi bằng hỗn hợp mật ong mix với đường nâu, hoặc là tận dụng bã cà phê để làm body scrub. Rất nhiều cách mà các bạn có thể dễ dàng search được ở trên mạng, cứ thử xem nhé. Bạn nào mà có những cái thiết bị làm đẹp chạy bằng pin hoặc đơn giản là đồ đạc trong nhà, ví dụ như là đồng hồ treo tường này, điều khiển vô tuyến mà chạy bằng pin ấy, thì chúng mình hay chạy ù ra tiệm tạp hóa mua một quả pin dùng xong là vứt đúng không? Nhưng mà các bạn có biết không, nếu như mà các bạn vứt những cái quả pin này bừa bãi ra môi trường ấy thì nó sẽ chứa những cái kim loại nặng này, nó thấm xuống đất làm ô nhiễm nguồn nước và đất đai của chúng ta rất là kinh khủng. Thế cho nên đối với những cái loại pin này, các bạn phải thu gom và đem đi tái chế ở những cái điểm thu nhận rác thải điện tử đặc biệt mà mình đã có giới thiệu một điểm ở video này rồi, mình sẽ để ở góc bên phải để các bạn có thể theo dõi nhé. Còn một giải pháp nữa là chúng mình có thể sử dụng những cái loại pin sạc như thế này. Các loại pin sạc này thì có dạng là pin 2 chữ A hoặc là pin 3 chữ A, và một bộ thường gồm 4 quả. Mình thấy đây là một cái số lượng rất là vừa vặn cho một gia đình đủ dùng với các cái thiết bị cơ bản. Các loại pin sạc này thì các bạn có thể tái sử dụng nhiều lần này, tiết kiệm mà lại tiện lợi nữa, rất là hay ho đúng không nào? Bánh Mèo rất hiểu rằng bông tẩy trang là một sản phẩm vô cùng thiết yếu, không thể thiếu trong quá trình làm đẹp hàng ngày của các bạn. Đành rằng là khi mà thoa skincare thì không thể dùng cái gì khác được rồi. Nhưng mà nếu như các bạn có thể tiết kiệm bông tẩy trang trong bước tẩy trang làm sạch da thì cũng rất là đáng kể đấy ạ. Hiện tại thì Bánh Mèo đang thử nghiệm việc tẩy trang bằng vải như thế này. Thế cho nên là nếu mà bạn nào cũng quan tâm á, thì hãy comment ở bên dưới để Bánh Mèo chia sẻ thêm nhé. Các thương hiệu mỹ phẩm giờ đây cũng rất là có ý thức để bảo vệ môi trường. Họ thể hiện điều đó bằng rất là nhiều cách khác nhau. Có hãng thì lựa chọn bao bì bằng nhựa, bằng giấy, thậm chí cả mực in là những cái chất liệu có thể phân hủy, tái chế được, rất là thân thiện với môi trường này. Có hãng thì lại lựa chọn là không thử nghiệm trên động vật. Có hãng thì lại lựa chọn là tất cả những cái thành phần nguyên liệu đầu vào của họ đều phải có nguồn gốc từ thiên nhiên, hạn chế tối đa các cái thành phần hóa học. Thì các bạn có thể tìm kiếm những cái biểu tượng, ví dụ như là biểu tượng recycle này, biểu tượng cruelty free này,
và biểu tượng vegan ở trên nhãn chai, và mình sẽ để hình ảnh của các cái biểu tượng đấy ở hai bên màn hình để các bạn có thể tham khảo nhé. Điểm qua trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái thương hiệu nổi bật cả về chất lượng sản phẩm lẫn những đóng góp của họ cho môi trường. Ví dụ như là The Body Shop thì có những cái chiến dịch thương mại cộng đồng để hỗ trợ cho người dân bản địa tại cái vùng sản xuất nguyên liệu cho các sản phẩm của họ này. Hoặc là Aveda là cái thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên sử dụng toàn bộ năng lượng gió cho dây chuyền sản xuất của mình. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái thương hiệu khác sẵn sàng quyên góp một phần lợi nhuận của mình cho các cái hoạt động bảo vệ môi trường, ví dụ như là Ren này, Lancôme, Pharmacy, vân vân và vân vân. Mình sẽ để một số nhãn hiệu ở trên màn hình để các bạn tham khảo nhé. Đây đều là những cái nhãn hiệu rất là uy tín, rất là nổi bật, và chẳng có gì đáng quý hơn khi mà họ lại tiếp tục chung tay để bảo vệ môi trường nữa, đúng không? Ở Việt Nam thì các cái brand khi mà vào thị trường cũng đã đang rất là quan tâm đến cái vấn đề môi trường ở địa phương, và họ cũng đã có những cái động thái rất là thiết thực. Ví dụ như là Laneige đã có cái chiến dịch quyên góp để bảo vệ và làm sạch nguồn nước này. Rồi thì La Roche-Posay đã có đóng góp cho hoạt động bảo vệ san hô ở Cù Lao Chàm. Mình thấy đây đều là những cái hoạt động rất là có ý nghĩa và đáng được nhân rộng, đáng được truyền thông rộng rãi cho tất cả mọi người. Về cơ bản là khi mà mình lựa chọn mua một sản phẩm thì chất lượng của sản phẩm đó là yếu tố tiên quyết. Nhưng mà nếu mà các bạn có thể quan tâm một chút tới những cái câu chuyện bên lề và những cái hoạt động của brand thì mình nghĩ đây cũng là một điểm cộng để giúp cho các bạn ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm đó khi mà tiêu dùng. Và mình coi rằng là đây cũng là một cách mình gián tiếp để bảo vệ, đóng góp cho môi trường nữa đấy. Như vậy là Bánh Bèo vừa mới chia sẻ với các bạn tổng cộng là 15 tips để chúng ta có thể sống xanh hơn mà vẫn giữ được niềm vui làm đẹp hàng ngày. Bánh Bèo nghĩ rằng đây đều là những cái hành động tuy nhỏ thôi nhưng mà rất là thiết thực. Nếu mà các bạn có thể duy trì nó trở thành một thói quen, thành một lối sống thì nó sẽ có ý nghĩa rất là lớn đối với cộng đồng. Và một tip cuối cùng quan trọng hơn nữa đó chính là các bạn hãy nhớ share cái video này cho các bạn của mình, những người xung quanh của mình cùng biết và thực hiện theo. Thì mình nghĩ là cái ý nghĩa của video này nó sẽ được lan rộng ra hơn nữa. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên like và subscribe channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.